what do you expect me to say? You know that I will always find a way to fuck up everything that we ever made. Some people change and some people don't. Don't give it another shot. We've had enough, I think it's time to stop. I fucked up everything we ever made. Some people change, but you know I won't. Sawadika, lại đây mình bê đi đây các bạn ơi. Xin chào tất cả các bạn nha. Thì ngày hôm nay mình sẽ làm một clip nó hơi đặc trưng một tí các bạn ạ, về lợi ích. Thì như các bạn biết thì đâu đó là đầu tháng 8 hoặc là hết tháng 8 này thì lợi ích của chúng ta sẽ biến mất hoàn toàn các bạn nha. Thì tới tận năm sau, tháng 3 năm sau thì nó mới quay trở lại cơ. Đấy, cho nên bây giờ để biết rõ thông tin đó, chúng ta vô Bách Khư Toàn Khoa nha. Để chúng ta xem thử nha anh em, xem thử thông tin tôi nói này có chuẩn không. Đây, ở trong đây thì nó ghi là tháng 3 cho tới tháng 8 mọi người, tức là nó chỉ xuất hiện đâu đó từ 5 cho tới 6 tháng, tức là nửa năm thôi các bạn à. Nửa năm sau nó sẽ vắng bóng, chúng ta phải chờ nửa năm sau nữa chúng ta mới gặp được nó đây mà. Đấy, cho nên bây giờ anh em nào mà chưa bắt được mấy con này á thì tôi sẽ gọi là cùng bọn em đi bắt hết 9 lợi ếch trong ngày hôm nay nha. Và tôi sẽ share cho tôi cái bí kíp mà khi mà tôi bắt những ếch này, làm cách nào để bắt được mấy ếch này dễ và nó nhanh chóng nha mọi người. Chúng ta sẽ trả mini game ngày hôm qua nha các bạn ơi, để xem bạn nào may mắn nhận được 9 thỏi đây. Ồ, xin chúc mừng bạn Chiếc Minh đó nha. Bạn này sẽ nhận được đôi giày 9 thỏi nha. Xin chúc mừng bạn Chiếc Minh nha. Bây giờ mình gửi cho bạn nha. Rồi, ok nha. Thì mini game thỏi vàng ở video lần này đó chính là đôi giày thỏi vàng tiếp nha các bạn ơi. Thì bước 1 các bạn hãy like và đăng ký giúp mình nha. Mình đếm 3 giây cho các bạn nha. 3, 2, 1. Rồi, bước 2 các bạn lại là cái tên game giúp mình. Và bước 3 có thể bạn đặt một câu hỏi bất kỳ mà các bạn muốn hỏi mình sẽ trả lời hết. Ok chưa? Nói chung á, sáng sớm nay á, vào lúc đâu đó là khoảng 8 giờ thì tôi có rủ bé Mèo vô bắt ếch với tôi. Thì bây giờ là hai tụi tôi sẽ cùng nhau đi bắt ếch hết full 9 loại ếch nha mọi người. Để xem thử ngày hôm nay tôi nha, riêng bản thân tôi bắt 9 loại ếch này trong vòng bao lâu nha các bạn ơi. Thôi đi thôi bé Mèo ơi. Đầu tiên thì cái con cuộn nhất là con ếch đốm đen, thì con này chắc mình làm nhanh luôn. Thì con này nó xuất hiện ở đâu cũng có các bạn nha. Giá tiền rẻ nhất màu đen thui lui. Đấy, cho nên con này mình không có gì phải bàn cãi gì con này nha mọi người. Cái con thứ hai á, đó chính là con mang thuộc tính Chandy. À, nhưng mà nó nhỏ tí đó, chứ là có ếch cây các bạn à. Thì con ếch cây này đặc trưng một cái nó sẽ xuất hiện nhiều ở bên khu Hàn Quốc. Thì tụi tôi hay gọi là khu Hàn Quốc, nó thực chất là Korean Travel Center đó mọi người. Trong cái khu museum đấy, ở bên khu trung tâm mọi người. Hoặc thì mọi người có thể ra ngay chỗ là cái hồ Ba Ba á, ngay chỗ Plaza nó cũng có nha mọi người. Nhưng mà chỗ này là sẽ nhiều hơn mọi người ơi. Lợi ích thứ ba của chúng ta cũng khá là dễ thương và rất là cute, hơi mập đập một tí. Đó chính là anh ếch ưng beo các bạn à, thuộc tính Chandy luôn nha. Thì anh này xuất hiện đâu đó là đa số là ở camping, nhưng mà lâu đó có vài anh là xuất hiện ngay chỗ bên khu chung gọi là cái chỗ Korean này nè. Nó có xuất hiện ngay chỗ là bên ngay chỗ bờ kè, ngay chỗ là khu trung tâm luôn nha các bạn. Anh này cũng nhiều chỗ lắm á. Lợi ích thứ tư là một trong những lợi ích sang chảnh vài cái trưởng các bạn à, thuộc tính Luxury, đó chính là anh ếch phi tiêu độc. Thì anh này xuất hiện chủ yếu là ở bên khu gọi là hometown thôi, ngay chỗ bờ kênh mọi người. Ngoài ra ảnh có xuất hiện là bên khu gọi là Korean nữa, tại vì các khu Korean đặc trưng là có rất là nhiều đó, như là full 9 ếch đó có luôn á, nhưng mà tỷ lệ nó sẽ thấp hơn mấy chỗ đặc trưng này. Thì canh này đặc biệt nha, là ảnh chỉ có 3 ngày thôi nha. Đấy, cho nên mấy anh em mà gọi là mấy chị em ở đây muốn bắt ban đêm là không thể nào bắt được anh này đúng nha. Lợi ích thứ năm của chúng ta thì nó cũng thuộc tính Luxury đó, nhưng mà không được sang chảnh như anh kia. Anh này thì được cái là anh này gọi là quốc dân, anh cốc lửa các bạn nha. Anh này xuất hiện tay le trò hết á, bờ hồ ngay chỗ bờ La Gia nè, trong khu camping nè, khu trung tâm Korean nè, nhiều lắm anh em. Thì nói chung anh này thời gian xuất hiện là cả ngày nha anh em ơi. Anh này là thuộc tính Luxury dễ kiếm tiền nhất nè, tại vì xuất hiện nhiều phải cả chữ ra. Lợi ích thứ sáu của chúng ta cũng thuộc dòng dõi Luxury các bạn ạ, đó chính là anh cốc gai mắt. Thì anh này được một cái là xuất hiện đặc trưng ở ngay chỗ camping thôi mọi người à, và đặc biệt là chỉ ở ban đêm thôi nha. Đấy, thì có bên khu gọi là khu Korean luôn nha anh em ơi. Đấy, anh này nói chung là tỷ lệ xuất hiện nó có vẻ như là hiếm nhất so với gọi là hai cái dòng dõi mà Luxury kia các bạn ạ. Anh này rất là hiếm nha, cho nên muốn bắt được anh này là anh em phải tốn công sức cũng dữ lắm dằn lắm nha. Lợi ích thứ bảy của chúng ta là lợi ích cuối cùng trong dòng dõi Luxury các bạn ạ, và một trong những con có thể gọi là hiếm nhất luôn, có tỷ lệ ngang ngửa với so VIP luôn các bạn ạ, đó chính là ếch cây mắt đỏ các bạn ạ. Tại vì các bạn muốn tìm con này cực kỳ khó luôn, tỷ lệ xuất hiện cực kỳ khó. Thì những địa điểm mà nó hay xuất hiện mọi người là bên khu gọi là Korean, là chỗ này nhiều nhất nè.
đó, rồi tới gọi là ngay chỗ bờ kè khu trung tâm nè, ngay chỗ là bờ hồ khách sạn nè, đó thì nó sẽ là những chỗ đó nha. Lợi ích thứ 8 chúng ta nói thẳng luôn, đây là một trong những idol gọi là đầu game khi mà lợi ích mới ra các bạn à, đó chính là anh Panama, thuộc tính là VIP mọi người ơi, với số tiền là đắt nhất nhưng mà cái tướng là nhỏ con nhất, nhưng mà là với màu sắc le le nhất là màu vàng đốm đen mọi người à. Đấy, cho nên là anh này là nói chung địa điểm anh xuất hiện là chỉ duy nhất là bên khu vực Kamin với lại bên khu gọi là Korean thôi. Thì gọi là 95% anh xuất hiện bên khu Kamin cho mọi người. Thì anh này là ban ngày nha, nhớ nha, anh này là ban ngày. Lợi thứ 9 cũng là lợi ích cuối cùng, là một trong những lợi ích cuối cùng trong vòng VIP của chúng ta. Và anh cũng là idol của tôi, là tôi thích nhất, đó chính là anh mập địch Goliath các bạn à. Thì tôi gọi là Goliath nha, thực chất tên tiếng Anh nó là khác nha các bạn ơi. Đây, thì anh này à, thường xuyên xuất hiện vào gọi là bên khu cơ bên với lại khu gọi là Coden cho mọi người. Thì anh này chỉ xuất hiện ban đêm thôi nha, thì anh này anh mập lắm. Thì tỷ lệ xuất hiện của anh này á, là cao hơn anh Panama nha, cho nên để các bạn săn được anh này nó cũng khá là dễ các bạn à. Đấy, anh mập địch nhìn cu te và cái chữ của anh này nhiều tiền nhất nha các bạn. Tại vì kích thước ảnh to đó cho nên giá tiền ảnh nhiều lắm. Đấy, cúp này có không? Có không? Làm sao có được? Meo meo làm sao có được? Ỉ mặt meo meo luôn ở dưới đó nhìn. Không sao không sao, Chúa phù hộ em, Chúa phù hộ em nha. Thì lúc này tôi có tập hợp anh em báo để báo ốm lại, để tôi hỏi thử xem là những con ếch á mà anh em thích nhất là con gì đó. Tôi cho mọi người xếp hàng nguyên một hàng dài. Thì như các bạn thấy trong hình đó, đây nha, chúng ta sẽ đi qua một lượt và các bạn sẽ cảm nhận được gọi là những cái con gọi là những cái con ếch mà các bạn này thích là gì nha. Ok, khúc này bỏ nhạc vô nha. Gần hết rồi đó, tôi cảm giác như các bạn ở đây rất là thích con mập địch các bạn nha. Đấy, với lại con Panama thì hai con đó là VIP nhất rồi đúng không? Khúc này báo đời báo đốm làm lễ tri ân anh em à, chuẩn bị chia tay những bạn ếch. Không biết khi các bạn ếch đi còn bạn nào tới hay không, nhưng mà thật sự bạn ếch đã gọi là gắn bó với chúng ta nửa năm trời các bạn à. Ngày nào chúng ta cũng đi bắt ếch, không bao giờ quên được các bạn ếch đấy mà. Tạm biệt các bạn ếch, chúc các bạn sẽ quay lại sớm nha. Vĩnh biệt cô. Trời ơi, ngày hôm qua tôi mới nghe tin là có một cái gói mới, nghe nói gói này anh em thích nhiều lắm. Đây mọi người, hôm nay đã có mặt rồi. Đó chính là một cái gói mang tên là gói đặc vụ Bi. À, Bi là gì? Play thuộc cái đờ mọi người. Đấy, ui. Cái gói này là mũ lưỡi chai gì vậy? Tết quơ hả? Đặc vụ hả? À, đây đây đây, thuộc tính Luxury cho mọi người. Ui cha, cái mũ này đẹp thế nhờ. Trời ơi, cái mũ này có cái logo Play mà, nhưng mà cái phong chữ Play này theo một cái phong cách mà nó hơi bụi một tí mọi người à. Với tông màu trắng đen luôn, tôi rất là thích tông màu trắng đen các bạn à. Chi tiết của cái nón này nó có những cái đường tiếp mà bo trên nè, với lại một cái viền đen bao xung quanh nè. Cái này tôi thấy cái nón này chi tiết hơn gọi là mấy cái nón kia rồi mọi người. Có đính thêm gọi là hai cái cộng vậy nè, ngay chỗ cái mũi nón nè. Cái tóc này thật sự tôi nói là một trong những mái tóc mà tôi cảm nhận có thể gọi là đẹp nhất cho tới thời điểm hiện tại. Nó liên quan đến style Hàn Quốc các bạn à. Về cái màu mặt đỉnh của nó đúng rất là đẹp rồi. Với lại là cái máy của nó thật sự nó rất là thời trang và rất là layer các bạn ạ, rất là nhiều lớp luôn. Thật là lĩa chỉa lưa thưa mọi người, nhìn rất là đẹp luôn. Con mắt thì khỏi phải bàn rồi đúng không anh em ơi. Con mắt này thật chất là dành cho sói ca luôn rồi các bạn ạ. Từ lông mi nè, từ màu mắt nè, từ con ngươi nè, không? Từ cái biểu cảm cho khuôn mặt, từ cái mũi nè, nó rất là hòa hợp. Nó tạo ra một cái khuôn mặt rất là thanh lịch các bạn ạ, và nó thon các bạn ạ. Cái khẩu trang này thì nó khá là đặc trưng. Khẩu trang này đã có rồi, nhưng mà khẩu trang lần này thì nó nâng cấp hơn, là nó có những cái tông màu cũng như là những cái đường viền thiết kế cho nó phù hợp với bộ đồ thì rất là đẹp các bạn à. Cái áo này thì chúng ta khỏi cần phải bàn cãi đúng không? Áo này là quá đỉnh các bạn ơi. Áo này là chi tiết quá rồi. Từ những cái dụng cụ mà gắn trên gọi là cái áo nè, có những cái gọi là ánh đèn mà light nè, màu vàng nè. Có những cộng dây nịch này nọ. Trời ơi, cái bộ đồ này tôi nói là tuyệt đỉnh luôn các bạn ơi. Bộ đồ này nó quá là chi tiết và thật sự là nó rất là chủ đề luôn. Tức là khi mình mặc bộ đồ này vô, mình chỉ nhìn vô cái bộ đồ thôi là biết đây chính là đặc vụ ấy. Nó rất là nằm rõ được cái chủ đề của cái gói này muốn nêu lên mọi người à.
Còn cái quần này thực chất là đúng là một cái quần gọi là nó giống như là cái quần thể thao mọi người. Mọi người có thể phối nhiều cái kiểu thể thao khác, mặc cái áo bóng rổ cũng được mọi người à. Cái quần này thật sự nó đa dạng hơn nè. Với đặc biệt nha, nó cho mọi người có một cái giới đen luôn. Đấy, cho nên là anh em nào muốn phối mấy cái khác là xài cái quần này phối vẫn khá là tốt nha các bạn. Cáo này thì không phối được nha, nhưng mà nếu có quần này cái này có phối rất là tốt luôn. Còn đôi giày này thật sự là quá là đẹp rồi các bạn ơi. Nó có những gọi là cái đường thiết kế á, nó phù hợp với gọi là cái chủ đề này luôn. Thật sự là bộ đồ tổng thể là rất là đẹp các bạn à. Nhưng mà cái giá này thật sự là nó khá là chát so với phần lớn anh em đang có mặt ở đây. Đặc biệt là tôi có không bao giờ mua này, tại vì tôi làm được có tiền thôi. Tôi nghèo đâu anh em ơi. Bây giờ để anh em mà muốn không, anh em comment ở dưới đi, để tôi đi xin tiền meo meo cho tôi mua anh em ơi, chứ tôi nghèo quá anh em ơi. Nghèo quá. Thì video cũng cho đến đây là kết thúc rồi. Một lần nữa chúc tất cả các bạn có một buổi xem video thật vui vẻ nha. Hãy đừng quên để lại một like, một subscribe để ủng hộ mình nha. Nhớ bấm vô nha và comment phía dưới nha các bạn ơi. Ok nha. Annyeonghaseyo.